À, xin mời mọi người. Nó sợ rồi. Chào cái. Em Xin mời. xin chào chị Hiếu Ngọc, chào anh chị em trên diễn đàn của Hiếu Ngọc. Thì hôm nay em muốn nói thêm một số việc của hai thằng Linh Cẩu, cho phép em gọi là Linh Cẩu, đó là Nguyễn Đình Thục và Đặng Hậu Nam. Thì em cũng cái kỳ trước thì em nói nó cũng chưa hết cái nội dung bởi vì nó nhiều lắm, nhưng mà kiểu cũng lần đầu tiên em lên diễn đàn nên là em nói chưa hết, mà bữa nay em muốn nói thêm cho bà con những người trên diễn đàn của chị được biết, rồi trên cộng đồng mạng người ta biết thêm, bởi vì nó xuyên tạc này chị. Nhưng mà trong cái sự xuyên tạc của nó thì nó có những cái nó yếu hèn, thấp hèn lắm. Nhưng bữa nay em nói luôn, em nói cho mọi người biết cái xuyên tạc của Xin nó mời và cái yếu hèn của nó. Rồi bên à. cạnh nữa là cha làm thì con lại là chịu tội. Thì bữa nay em sẽ nói hết để cho mọi người biết. Thì vào cái dịp đó là ý là hàng năm là kiểu ở trên ủy ban là người ta cứ hay tổ chức những cái diễn tập dân quân tự vệ chị, là dạ người ta tổ chức là ở tại xóm 8, cách một cái cầu là qua xóm 9, là ở nơi giáo họ Văn Thai. Giáo họ Văn Thai là một cái giáo xứ như ta gọi là giáo họ, còn cái gốc của nó là ở trên chỗ sông Ngọc. Sông Ngọc là mới là gốc của Nguyễn Đình Thục, còn ở chỗ Văn Thai là nó gọi là họ cũng là một cái nhà thờ nhưng mà nó nhỏ hơn. Thì nó xuyên tạc, nó nói là dân quân tập rồi ném lựu đạn vô nhà thờ, rồi nó lấy một số hình ảnh anh em bị thương, con chiên bị thương để nó đưa lên, nó gửi sang hải ngoại là nói là dân quân của mình tập là mình bắn, mình ném lựu đạn vô nhà thờ. Thì trong khi công an người ta vô điều tra thì nhà thờ vẫn nguyên, không có một cái vấn đề gì ấy. Với hơn nữa là con chiên cũng chẳng có ai bị thương, nó lấy hình ảnh nó xuyên tạc gì mà nó lấy hình ảnh để nó gửi sang hải ngoại để nó kiếm tiền. Rồi bên cạnh thì nó làm như vậy thì người dân bọn em, nó có một cái cầu đó là gọi là cầu của Sơn Hải, ở phía dưới xóm 8 và phía trên là ở xóm 9 là của giáo xứ Văn Thai, còn đi qua bên kia cầu là ở bên Quỳnh Thọ. Thì có số người người ta đi trở về á, người ta thấy có một một người là đứng đeo khẩu trang mà chụp ảnh để quay phim cái sự việc như vậy, là để về cho nó đưa lên mạng để nó nói nó xuyên tạc của bên công an mình. Thì người dân người ta thấy như vậy là người ta rượt người ta đánh, người ta đánh thì được cán bộ của trong anh em tập dân dân quân đó thì người ta bảo vệ cái đối tượng đó, là người ta đưa về ủy ban nhân dân xã. Sau đó là người ta biết là người của giáo xứ ở bên chỗ thằng Nam, là người ta bảo vệ đưa nó về an toàn, mà cái đối tượng đó là tên Trà. Thì sau này công an điều tra ra là được cái đối tượng đó là một người phụ nữ khoảng tầm hơn 20 tuổi, là được Nam là đưa đi sang nước ngoài để đào tạo ấy, nói chung là để nó đào tạo để nó làm những cái việc để chống phá nhà nước. Thì cán bộ là đưa về tận nơi giao, đưa về tận nơi an toàn giao rồi. Vậy mà cách một tiếng đồng hồ sau là bắt đầu Nam là cho con chiên là đi sang để xã Sơn Hải ngay ủy ban là để hỏi là đòi người, ý là nó người thì mình trả rồi, mình đưa về an toàn rồi, mà trong khi người dân bức xúc là đang còn đứng ở ngoài cổng của ủy ban á, để chờ nó ra để đánh tiếp, thì cán bộ là đưa nó âm thầm đưa nó về giao cho bên giáo xứ là an toàn rồi. Nhưng mà cái thằng Nam, thằng cha Nam á, lại cho con chiên là đi sang ủy ban nhân dân xã Sơn Hải để đòi người. Thì thấy không, thì thấy nó lắm chiêu không, người thì mình đưa về an toàn rồi mà nó vẫn cho sang đòi người. Thì trong khi người dân đang bức xúc là không tìm được cái đối tượng đó để mà đánh đập, thì nó vừa mới tới ủy ban, trước đầu cổng ủy ban là nó bảo là đây có phải là ủy ban nhân dân xã Sơn Hải không. Thì vừa mới nói xong là coi như bà con đứng ở cạnh đó úp sọt luôn, đập tơi bời, không có một đường để về. Em nói thật với chị, ngay cái hôm đó mà
công an xã không bảo vệ, không không ấy, em nó chưa biết là đổ máu đến mức độ. Thì bởi vì chị thấy Là không, cái đường ta hết sức rồi, quá sức dạ chịu đựng rồi. dạ vâng, thì em đang nói chị, ví dụ như một ngôi nhà của mình có ai đến quậy phá hỏi mình có tức không, mà đây là một cái ủy ban xã mà nó dám cả gan, nó cứ nghĩ là xã của bọn em giống như các xã khác, nghĩ là cứ đến là đập phá rồi đánh Cho anh nói cán bộ. câu đá chung anh ơi, ở đây á là anh chị em á là muốn vạch mặt những cái người linh 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 mục này á, là họ đã đi sai đường lạc lối và họ đã phản động chống lại đất nước Việt Nam, để vạch mặt những cái người này ra để cho bà con giáo dân họ hiểu, chứ không phải là phân biệt tôn giáo nha chung anh. Xin Ờ, mời. bọn em đâu có phân biệt tôn giáo, mình chỉ nói ra những cái sai của những cái thằng cha linh mục để cho không những bà con trong cộng đồng mạng biết, mà để cho những người giáo dân nếu như ai có kết bạn Facebook mà người giáo dân nghe lời nói của chị em mình và những anh em chia sẻ trên cộng đồng mạng, người ta sẽ hiểu được cha làm như vậy là không đúng, mình không, mình nghe nhưng mà mình phải biết cách cầm chừng về cái sự việc. Thì để em nói cho hết, em nói cho hết thì mọi người sẽ hiểu được cái ý của em muốn nói ngày hôm nay. Rồi, Thì xin riêng mời. đó là một trận bị đánh tơi bời, thấy không, cha chỉ cho con chiên để đi sang ủy ban để coi như kiếm cớ đòi người để phá ủy ban, cuối cùng ủy ban thì chưa kịp phá nhưng mà con chiên đã bị đánh rồi. Em nói thật với chị, với hôm đó là mặt ở người dân Sơn Hải bọn em á, là người đàn ông là đi biển hết, chỉ có phụ nữ, người già, trẻ con ở nhà. Còn riêng đó là mới có người già với lại phụ nữ không á, mà đã bị đánh như vậy chứ chưa nói đến là có đàn ông ở nhà. Thì em thấy đó là cái giải của cha, cái giải của Đúng cha rồi, mà làm con chiên khổ đúng đó. rồi, Vâng, cái giải của cha mà làm cho con chiên khổ. Rồi cái giải thứ hai nữa đó là cái của thằng Nam là cho người sang ủy ban, còn cái dài của cái thằng Thục nữa là em nói người dân sơ của giáo xứ Sông Ngọc và giáo xứ Xóm Chín Bàn Thai là chuyên sản xuất ra nước mắm để bán cho bà con, mà chỉ tính đi 13 xóm mà riêng phần bên lương của bọn em là 12 xóm rồi, giáo xứ chỉ có một xóm thôi. Thì mọi sự để mà mua bán, để mà sử dụng cái số hàng mình sản xuất ra thì phải nhờ người bên lương, thì trong khi đang còn nhờ người bên lương để mà cuộc sống mình ổn định thì là nghe cha, không biết là cha bày cho sao đi nói là sẽ bỏ thuốc vào nước mắm rồi bỏ thuốc vào giò chả để cho người bên lương ăn trời tiếp. Thì em hiểu chị này có phải ngu không, bởi vì sao, đâu có phải là một mình anh sản xuất ra nước mắm, đâu có phải một mình anh sản xuất ra là giò chả, người ta sẽ không bao giờ người ta mua cho mình, chính miệng mình nói ra. Mà em nói với chị này, đó là giáo dân nói ra, chứ nếu như mà người ở bên lương mình mà nói ra thì hai thằng cha nên nó phải kiện đến trung ương chứ không phải là kiện 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 đến tỉnh, đến huyện, đến à, xã nữa đó. Cho mà nên sao là người giáo đã biết người ta nói ra đấy chứ. vâng, ý là nó nói như kiểu thách thức á chị, mà nhiều lắm, để em nói cho chị với anh em bà con trên cộng đồng mạng sẽ hiểu được cái âm mưu của những cái thằng cha, mà âm mưu của cha mà con chiên lại là chịu khổ, hậu quả lại là con chiên chịu khổ. Đó. Thì bắt đầu là nó có một số con chiên là cũng được cha là đào tạo, kể cả thằng Thục cũng như thằng Nam, nó đào tạo đi ăn học ở nước ngoài, nước trong nước ngoài để về để đi đi chống phản, để đi làm phản động mà. Đó thì nó xuyên tạc, nó đưa ảnh Bác Hồ ra, nó chế thế nọ chế thế kia, thì rõ ràng bây giờ anh xúc phạm một người dân thôi mà bọn lại đã bức xúc rồi, thì bây giờ anh xúc phạm đến một vị lãnh tụ thì chỉ nói ai tha thứ được cho. Mới bắt đầu bọn em là đến, bởi vì là dân, những cái đứa mà nó xuyên tạc gọi là dân đi buôn bán, đi chợ mà điện thoại là đẹp, đi chợ thì có điện thoại đẹp, rồi có đồng ra đồng vô thì là sắm sửa, rồi ngông cuồng bắt đầu đăng ảnh. Thì đăng ảnh thì chỉ ra cái Facebook tìm phát ra là biết được là thủ phạm là ai. Thì tụi em đến tận cửa hàng, đến tận nơi bán hàng ở chợ, tụi em phá, tụi em đe, tụi em làm để cho nó tại vì nó có mắt dạy, nó đưa ảnh Bác Hồ ra nó chế, tức lắm chị ơi, đi vô Facebook của nó đưa ảnh nó chế. Em nói thật với chị chứ không lẽ mà giết nó mà mình đi ở tù, tức lắm. Thì bên cạnh bọn em làm như vậy thì ban quản lý là chợ là thấy là người dân quá bức xúc, thì người ta
cũng muốn để cho hai bên hòa đồng, thì họ cũng có nói với lại một số bà con là đi chợ buôn bán là người ta thôi thì bà con chịu khó là nghỉ chợ ít hôm để cho tình hình là nó lặng lại đi, rồi khi đó ăn đi chợ. Chứ bây giờ bà con đại dở làm như vậy rồi mà người dân người ta bức xúc rồi, người ta chỉ cần nhìn thấy mặt thôi là người ta đã muốn đánh, là người ta đã muốn đổ hàng đi rồi, thì ban quản lý người ta nói như vậy thì chị thấy nó đúng không, hợp tình và hợp lý đúng không? Nhưng mà nó lại xuyên tạc, nó lại cho con chiên là xuống chợ quay những cái kiosk mà đóng cửa à, vì nó lại bắt đầu nó xuyên tạc, nó lại bảo là cán bộ không cho người dân công giáo đi chợ để nên là cuộc sống của người dân là đói khổ nên là phải xin tiền của nước ngoài. Chị thấy không, mình nói một đường thì nó lại xuyên tạc một nẻo. Đến khi bọn em biết cái âm mưu của nó ha, bọn em chính em này, chính em với một số chị em ngồi gần nó đến là túm đầu là đánh cho cái con mà cầm điện thoại mà quay phim để về để lấy tư liệu để cho nó xuyên tạc, nó nói móp méo sự việc đi đó. Đó thì chị thấy không ạ? Vừa mất công ăn việc làm này, vừa không bán được hàng này, bên cạnh mình đi bán hàng ăn mà mình đi nói bỏ thuốc thì chị nói dân người ta thì mình đói. Thì bây giờ chị tính đi, 13 xóm mất 12 xóm bên lương, chỉ có một xóm là của bên giáo thôi, thì không có sự mua bán của người bên lương thì người bên giáo chỉ có mà chết đói, chị công nhận không? Đúng Thì có phải rồi, cái đó là tự vâng nhốt rồi. giờ đó từ mình cô lập mình thôi chứ ai cô lập mình nữa. À, trong khi á ta thì có tiền nước ngoài gửi về rồi, làm nhà to, mua xe đẹp, còn con chiên thì chết đói, thì người dân người ta tẩy chay rồi, người ta không mua quán hàng, không có một bóng người để mà bán hàng nữa, thì chị có thấy là cái dạy của người cha mà cuối cùng cha gây gió mà con gặp bão không? Đúng Rồi rồi. em nói dạ em nói thêm cái phần mà mình tụi em là giao lưu cái buổi cờ đỏ giao lưu đó, tụi em là trong ban tổ chức mà chưa biết được cái lượng người tham gia là bao nhiêu, vậy mà Thục làm ba cái lá đơn gửi cấp huyện, cấp xã, rồi cấp huyện, rồi cấp tỉnh, bảo là đội cờ đỏ là tập trung là khoảng tầm 700 người, bọn em ban tổ chức mà chưa biết số lượng người tham gia để mà mình mua nước rồi để mời bà con uống, mà Thục đã biết là cái lượng người lên đến 700 người thì có phải là một con rùa rụt cổ không chị? Mình đã dám đứng ra để mà chống phá nhà nước, muốn lật đổ Đảng Cộng sản, mà mới có người dân tổ chức liên hoan một buổi giao lưu thôi mà Thục đã sợ đến mức độ mà phải gửi đơn lên để cầu cứu xã, rồi đến huyện, rồi đến tỉnh. Thì em nói cờ như Thục với như Nam thì làm gì mà lật đổ được Cộng sản, mới thay đổi cờ đỏ liên hoan thôi mà đã mất vía mất Sao? hồn như vậy. Dạ vâng, thì đó em thấy chị, em thấy có trong cái đơn gửi nó rất là buồn cười, bọn em đọc được cái đơn đó mà thấy nó rất buồn cười, tuy là bọn em ít học thôi nhưng mà đọc vô thấy nó là buồn cười, bởi vì thứ nhất là nói cho biết là tôi là người đứng ra để lật đổ Cộng sản nhưng mà tôi thấy cờ đỏ họp và tôi sợ, rõ ràng là anh nói là anh như vậy đó, thì nên nó còn yêu cầu là bà con là phải tại sao lại không giao lưu ở ủy ban hay là ở một sân bóng nào đó mà lại giao lưu ở ngay chỗ bên xóm 8, xóm 8 với cách xóm 9 là có một cách một cái nhà thờ. Thì bọn em trả lời thì chúng tôi chỉ có giao lưu hát hò ăn uống rồi nói chuyện với nhau thì chúng tôi đâu làm gì, mà tại sao mà Thục lại sợ đến mức độ mà không dám cho con chiên ở nhà. Nghĩa là trong cái buổi giao lưu của bọn em là riêng cái xóm 9 là cửa đóng kín không một bóng người xuất hiện, thì bọn em có làm gì đâu, mà nếu mà sợ như vậy thôi chứ đứng ra để chống phá làm gì, Đúng thấy rồi. không? Vâng, thì mình đã dám cả gan, để đòi lật đổ Cộng sản mà muốn Việt Nam Cộng Hòa, mà tại sao lại chỉ mới có buổi giao lưu của bọn em nhỏ nhẹ người dân thôi mà đã sợ đến mức độ như vậy, thì có phải là một con rùa rụt cổ không? Em nói thật đó, em thì không dám chê ai nhưng mà thật sự mà nói về hai cái thằng cha này thì em chê toàn tập luôn, nghĩa là có ăn có học có cấp có bằng nhưng mà em chê toàn tập luôn, cho nên là em nói rồi
mình đã dám đứng ra để mà chống phá thì mình phải mạnh dạn lên, còn đừng có làm nó rụt cổ. Nhưng mà xét cho cùng từ đầu đến đuôi thì con chiên là người chịu khổ chịu thiệt. Thậm chí bây giờ chị thấy không, như ở các nơi thì em không nói, nhưng ở dân ở miền quê các em ạ, ngày lễ ngày Noel các thứ, người bên giáo mời bọn em vẫn đến chơi, vẫn hòa đồng, vẫn bạn bè. Nhưng mà từ cái bắt đầu, từ khi thằng Thục nó làm như vậy, em nói thật với chị, không có một bóng người bên lương để mà đến nhà để mà chơi nữa. Thì có Đó phải là chia tự, rồi đó. vâng đó, thì có phải bây giờ mình chơi với mình, không ai mua bán gì hết, không ai đi lại với mình đó. Thì cha bây giờ cha sướng rồi, cha bây giờ là có nhà đẹp, có xe đẹp, có nhà rộng, có xe đẹp rồi, cha sướng mà, con chiên khổ. Nhưng mà thương nhất, em vẫn thương người dân, em vẫn thương người dân bên giáo, bởi vì là có những số trường hợp biết nhưng mà không dám nói lại, phải chấp nhận nghe lời Đúng cha. Vâng đó, em vẫn thương, cái bởi số vì ít quá không? em, cái số mà để theo cha mà đi làm hoạt động rất ít, nhưng mà cái số mà để mà biết cái cuộc sống của mình như vậy, mà cha làm như vậy là rất nhiều. Họ có tâm tư cả gì ạ, nhưng mà chẳng qua họ không dám lộ ra mà mình nhìn trên khuôn mặt. Thì em nói với chị này, một dãy bán hàng với nhau mà tại sao người bên lương thì khách vô khách ra tấp nập, còn người bên giáo ngồi nhìn, người ta không phải lo cuộc sống nhỉ? Cha đâu có nuôi họ đâu, cha đâu có cho họ tiền để mà ổn định cuộc sống, nó họ phải lo mưu sinh. Rồi thậm chí không cho họ đi biển, thì bây giờ không cho họ đi biển thì đó, ở nhà vợ con nhìn vào đi biển, không cho chồng đi biển thì ở nhà sống bằng gì đó. Bây giờ cha là cứ mạnh cha làm, còn con là phải chịu khổ. Còn em tức nhất là cái vụ mà nói như em Quân Phúc hôm trước nói, tức nhất là cái vụ mà nó cứ cắm cờ lên là nó bẻ, cắm cờ lên là nó bẻ. Bọn em mà biết được cái đứa nào mà bẻ cờ không có tha, em nói thật, không có tha cho cái bọn mà bẻ cờ Tổ quốc đó. Chứ bây giờ người ta cắm cờ Tổ quốc liên quan đến mình, người ta cắm tên cầu của Sơn Hải, cầu Sơn Thọ đó, người ta cắm thì liên quan mình ở bên nhà của mình cắm cờ của nhà mình đi. Nhưng mà nó mất dạy, nó xúi giục con chiên là cứ bắt đầu hệ bọn em mà cứ cắm cờ lên là nó bẻ còn nó còn nhét ở dưới. Thì như vậy là bây giờ chị nói nha, là bây giờ trong cái thời điểm này là rất nhiều người bên đạo là họ biết hết, đúng không? Họ biết hết, thì nhưng mà có điều họ không dám nói, bởi vậy bây giờ mình cũng tranh thủ cái thời gian này mình nói làm sao là bây giờ ở đạo nào thì đạo, nhưng mà đạo là luôn luôn hướng đến cái tốt, chứ không phải đạo mà cha cứ lên đây nói xấu đảng với nhà nước không, chứ không thấy truyền, không thấy có một cái bài giảng nào mà để mà truyền những cái đạo đức cho con chiên của mình. Thì người ta sẽ nhận ra thôi, trước thì người ta sẽ nhận ra thôi, tại vì chị nghe nói trước đó là có một ông cha rất tốt ở đó sống hòa nhập bên dân lương bên giáo. Vâng, đó đó là cha hậu á chị. Em hồi mà cha hậu mất là em nó còn nhỏ, em đang còn nhỏ nhưng mà em vẫn đi dự đám ma cái cha hậu đó, bởi vì nhà em gần đó mà. Vâng, cha đó sống tốt đời đẹp đạo mà truyền đạo lại cho con chiên là không có một cái điều, em nói còn những cái điều răn ở trong đạo thì em không rành, em không rõ, nhưng mà cha sống rất là phúc hậu. Mà khi ngày cha mất là bọn em nhỏ, gọi là không phải là đi đám ma mà gọi là đi xem đám ma, đi xem đám ma cái cha hậu đó, là bọn em vẫn biết là cha là người sống tốt đời đẹp đạo. Nhưng mà từ khi hồi bắt đầu xuất hiện cái thằng Thục về là anh làm rối loạn hết cả, không những cho nhà nước nữa mà cho cả người dân bọn em. Chỉ biết trong cái thời điểm mà hỗn loạn đó, đêm nào cũng tầm 400-500 cảnh sát cơ động, mà chị biết không, cảnh sát cơ động toàn là các em bực con của ta này, tầm đó cỡ đó thôi, rồi bằng em bằng chú của ta thôi, thức suốt đêm tới sáng là để mà canh cho người dân ngủ cho yên. Nhưng mà chị biết không, bước đầu á thì cảnh sát cơ động về là bảo vệ cho người dân Sơn Hải. Có hôm á em đi trở về mà em bật khóc, bởi vì em nhìn thấy em bảo là người ta, người cảnh sát cơ động là 6 giờ là người ta đã có mặt ở xã Sơn Hải để bảo vệ cho người dân rồi, mà em đi trở về là muộn hơn 6 giờ, mà em xúc động quá, em bật khóc, em nói là cảnh sát cơ động vì bảo vệ cho người dân mà người dân giờ này còn phải đi kiếm ăn,
em quá xúc động, em quá xúc động với chị. Thành ra là em mới nói là mình xúc động bao nhiêu thì mình lại tức những cái thằng mà linh cẩu đó bấy nhiêu, bởi vì chính thì hắn chỉ có hai thằng linh cẩu thôi mà nó lại làm loạn, nó đảo đảo lộn cuộc sống của người dân chúng em. Nhưng mà đến khi người dân chúng em là mạnh hơn thì quay ngược lại lại cảnh sát cơ động lại phải bảo vệ cho con Chiên và hai thằng linh mục đó. Thì ý của cảnh sát cơ động là muốn để cho nó hòa đồng hai bên, thay vì nó đánh mình thì bảo vệ cho mình, mà mình đánh nó là mình phải lại phải bảo vệ cho nó. Vậy mà nó không, theo em nghĩ là nó hiểu, bởi vì nó là người có học, nó vẫn hiểu được là cảnh sát cơ động về để bảo vệ cho người dân Sơn Hải, nhưng mà do người dân Sơn Hải mạnh quá lại quay sang bảo vệ cho mình. Nó vẫn hiểu nhưng mà nó vẫn cố tình xuyên tạc, nó vẫn nói thì đó chị thấy á, nên nói xấu. Nhưng mà mỗi khi mà có chuyện gì cái là nó lại lôi công an với lại ra để mà nó nói xấu công an. Nhưng mà thế thực tế là công an mà không bảo vệ nó không chết từ lâu rồi, nó thật. Đó, như vậy là nó tất cả những cái mà nó làm nó đều phản lại hết người dân và chính quyền, trong khi ấy là chính những bà con công giáo đó người ta lại lại cứ nghe theo nó, cuối cùng cái cuộc sống của bà con công giáo nghèo khổ hơn bà con lương giáo. Thì em nói thật với chị là hiện tại bây giờ có một số giáo dân nghèo khổ, nói không đủ ăn thì nó không đúng, nhưng mà quá nghèo khổ, bởi vì là người bên giáo người ta sinh con người ta không có hạn chế, người ta đẻ nhiều lắm chị, mà con thì đông thì chị biết rồi, như như nhà mình chỉ một hai người thôi, một hai đứa con thôi là mình đã thấy vừa lo ăn rồi, vừa lo học đủ thứ quần áo nọ kia thì đã thấy khốn khổ rồi. Chị nói năm bảy người con mà em thấy nhiều người con Chiên khổ, mình thấy khổ mình thấy thương, nhưng mà có làm được gì đâu chị. Nói thì nói một lần hai lần mà có người nói thì nó nghe, có người nói nó biết là mình nói đúng, nhưng mà nó vẫn cứ phải bao che cho cha của nó, chứ nó đâu có phải, đâu có dám cãi lại lời cha, mà cũng không không dám nghe lời mình, chẳng qua nó không dám cất lên tiếng nói. Chứ thật ra mà để nó được phép nói em nghĩ nó còn nói nhiều hơn cả người dân bên lương, em nói Đúng thật, nếu như nó được phép nói. thì quá quá nó sẽ nói, à quá quá rồi con sẽ nói thôi, Nếu cái mà gì nó cũng sự đường của bạn nhé. nó mà được phép nói, nó còn ấm ức hơn, bởi vì người dân mình chỉ ấm ức là nó làm thằng cha nó làm loạn như vậy thôi, chứ thực tế ra là người chịu tổn hại nhất lại chính là con Chiên của nó, chứ không phải là người dân chúng em đâu. Người dân chúng em vẫn sống bình thường, khi nào đi làm ăn thì đi làm ăn, còn có chiến tranh là bọn em xung phong vậy thôi, còn bây giờ con Chiên là khổ nhất, cô lập không có bạn bè đến chơi rồi không có người mua bán, thì chỉ thấy bấy nhiêu đó thôi là cuộc sống đã quá khổ rồi, chứ không phải là nói chi thêm. Đúng rồi. Sống bây giờ cốt có làm ăn, cốt có bạn bè, mà bây giờ làm ăn không được, bạn bè không có, thì chỉ nói cuộc sống còn hơn cả địa ngục trần gian nữa, em nói thật. Mà ngày trước thì đang sống vui vẻ với bên lương, hai bên ăn làm mua bán với nhau như là một một nhà, mà bây giờ chỉ vì mấy cái người linh cẩu này mà cuối cùng nó thành ra chia rẽ dân tộc đấy, thấy cả nhà thấy chưa? Đây là nhân chứng ở tại xã Sơn Hải đó, cả nhà. Tại xã Sơn Hải mà coi như là đã chứng kiến tất cả những cái gì mà Linh Mục Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Ngọc Nam Phong đã phá hoại cái xã Sơn Đặng Hải Hữu đó, Nam, Đặng Hữu Nam, Đặng Nguyễn Hữu Đình Nam Thục và Đặng Hữu Nam, đó. Thì em có một số việc muốn nói thêm với bà con thì xin chia sẻ với trên cộng đồng mạng, chỉ cho em xuống để những người khác lên chia sẻ.